Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cũng như là kết nối cái wifi với cái máy in Xprinter 160ii này nha. Thì cái máy in này các bạn có thể in bill, in hóa đơn để gửi khách hàng, hoặc là các bạn có thể in những cái mã vận đơn của các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Tiki hoặc là Sen Đỏ, hoặc là những cái đơn vị vận chuyển như là giao hàng nhanh nè, Viettel Post nè, giao hàng tiết kiệm nè. Trong cái video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt máy in, còn những cái video sau á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái app để các bạn có thể in những cái hóa đơn trên những cái phần mềm miễn phí để các bạn có thể gửi khách hàng, hoặc là in những cái mã hóa đơn trên những cái sàn thương mại điện tử nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra nha. Thì ở trong máy á, nó đi kèm á, là một cọng cáp USB nè để kết nối máy tính với cái máy in nè các bạn. Và một cái máy nè, máy in Xprinter nè. Đây, và cộng cáp sạc, cáp để các bạn cắp nguồn đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy máy ra nè, các bạn cắm nguồn vào nha. Rồi bây giờ thì để mở khay giấy nha các bạn. Ở bên đây nó có cái cần gạt nè, các bạn bấm gạt xuống là nó sẽ mở khay giấy ra nha. Thì các bạn lấy một cái cuộn giấy ha, các bạn bỏ vào. Thì cái máy in này nó sử dụng giấy khổ K80 nha các bạn. Đó, các bạn để cùng chiều như thế này ha. Rồi các bạn đóng lại. Còn cái cọng cáp USB á, thì cái đầu dẹp nè, các bạn gắn vô trong cái máy tính của các bạn ha. Hoặc là laptop á, còn cái đầu vuông vuông tròn tròn này nè, các bạn gắm vô cái máy in. Đây, các bạn gắm như vậy ha. Rồi thì mình có cái cọng dây mình đã gắm sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây này mình gắn luôn. Đó, thì để kết nối wifi thì các bạn buộc phải kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cài đặt cái wifi cho cái máy in này nó kết nối với wifi được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này nha. Ok, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn tải cái phần mềm này về nha. Mình để cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Sau khi tải về, các bạn được file nén như thế này ha. Các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Exact Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn clip vào. Rồi bây giờ các bạn chạy cái file này lên nè, Green Test nè, các bạn mở cái file này lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Green để các bạn in thử coi cái máy in của các bạn nó đã kết nối thành công với máy tính chưa nha. Nó thành công đó thì nó sẽ in một miếng giấy ra. Này các bạn để ý nè. Đó. Đó. Rồi nó báo đây là Send Data Success nè các bạn. Đó, USB thành công nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào Advanced ha. Mình vào SetNet nè. Rồi ở đây á, các bạn lưu ý giúp mình nè. Cái wifi á, các bạn vào trong cái điện thoại, các bạn xem cái wifi của mình. Cái wifi mình đang sử dụng nè. Muốn in được là điện thoại mình kết nối wifi, máy in kết nối wifi, hai cái sử dụng một wifi mới có thể in được nha các bạn. Rồi các bạn vào cái wifi ở mình, ví dụ ở đây là mình cái Johnny Trần nè. Rồi mình vào chữ Y nè, mình sẽ thấy được cái địa chỉ IP nè các bạn, cái subnet nè, và cái default gateway nè. Ở trên này là các bạn thấy không, IP nè, IP address nè, network nè, default gateway nè, nó tương ứng ở trên cái phần mềm của chúng ta nha. Thì bây giờ chúng ta xem ở đây nha. Thì cái địa chỉ IP nè, 192.168.1 nè các bạn. Từ cái khúc .1 nè, trở về trước, các bạn điền y chang nha. Đó, mình ví dụ đây 192.168 nè, giống nè. Ở đây 123 mình đổi là số 1 ha. Thì ở chỗ số 1 này á, tùy theo cái mạng nha các bạn có mạng là .0, .1, .2, .3. Bắt buộc các bạn phải xem để các bạn mới biết được nha. Rồi ok, thì bây giờ ở đằng sau này á, thì các bạn sửa lại giúp mình là 250 hoặc là 252, 251, 249. Thì thường những cái địa chỉ IP này á, nó rất ít có cái thiết bị sử dụng, tại vì nó nằm gần cuối rồi. Đó, rồi còn ở dưới đây các bạn, dưới đây là cái default gateway nè, cái network này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cũng xem ở đây luôn nè các bạn, mặt nạ mạng nè, 255, 255, 255. Các bạn đánh y chang luôn, hai dòng cuối các bạn giống đánh y chang luôn nha. Đây, .1, các bạn đánh y chang luôn. Rồi, bây giờ các bạn
xuống dưới phần Wi-Fi Router nè. Chỗ Wi-Fi Router này SSID á là cái tên Wi-Fi nha các bạn. Đây cái tên Wi-Fi nè, các bạn vui lòng đánh cho nó chính xác luôn nha các bạn, dứt hoa dứt thường khoảng cách luôn nha. Rồi ok, của mình đây là Johnny Trần nè. Rồi, xuống đây á là Wi-Fi cây nè. Rồi các bạn nhập cái mật khẩu vào. Các bạn nhập chính xác nha. Rồi, ở cái mã hóa nè. Rồi ở cái mã hóa này á thì các bạn chọn ở để nguyên cũng được, nếu mà các bạn để nguyên á nó cấu hình xong nó không chạy á, các bạn có thể chọn xuống cái chỗ BA2 nè, Keep ASNBS gì nè, đó cái chỗ này nè các bạn đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm setting on nè, nó sẽ cấu hình cho cái máy in nha. Các bạn để ý nó sẽ tiếp nè. Đó. Các bạn chờ xíu nó sẽ cấu hình xong một xíu. Đó, đèn đỏ nó tắt là nó cấu hình xong nha. Chờ thêm xíu nữa, sau đó mình sẽ tắt cái máy in và mình mở lên lại nha. Để mình hướng dẫn các bạn bấm in test luôn nha. Ra cái tờ in test nó sẽ có tất cả các thông tin mà nãy giờ các bạn cấu hình. Ok, bây giờ bên hông rồi các bạn. Nó sẽ có một cái bên hông nè. Bây giờ mình rút cái cáp USB ra đi. Rồi, bên hông là có nút tắt nè. Các bạn bấm tắt đi. Rồi, các bạn bấm giữ nút fit nè. Bấm và giữ nha. Rồi, mở nguồn lên. Cái đèn đỏ đây nó chớp, cái nó tắt. Các bạn buông ra. Rồi, buông ra. Cái máy này thì nó tự động cắt giấy luôn nha các bạn. Đây. Cái thông tin mình cấu hình nè, địa chỉ IP nè, 192.168.1.250. Cái địa chỉ này các bạn sẽ nhập vô trong cái phần mềm để các bạn in nha. Đây, Netmask Gateway. Và cái tên Wi-Fi nè. Và cái password Wi-Fi nó sẽ giấu nè. Đó, ok. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Rồi, bây giờ mình sẽ test trên cái phần mềm tính tiền TV nha. Mình sẽ vào cài đặt. Ở đây mình chọn khổ K80. Rồi máy in mạng. Mình nhập lại. .1.250. Rồi ok, chọn lưu. Rồi vào in. Đó, các bạn thấy không? Rồi, ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.